Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với channel của mình. Và mình là Sơn Bích Phương Thảo. Ngày hôm nay thì mình sẽ nói với các bạn 5 câu nói khiến cho con gái mềm lòng. Đấy, người ta đã nói là các cụ có câu là lời nói chẳng mất tiền mua mà, đúng không? Mà con trai thì yêu bằng mắt, còn con gái thì lại yêu bằng tai. Bởi vậy nên là con trai thì hay nói dối, còn con gái thì hay make up. Dành cho bạn nam đó là nếu như các bạn có thể nói ra những cái lời mà khiến cho con gái mềm lòng ấy, thì các bạn sẽ có được tất cả mọi cô gái trên thế gian. Nhưng lại có một sự thật đáng buồn rằng là con trai thì lại là một loài sinh vật mà không giỏi biểu đạt cảm xúc bằng lời nói. Nhưng mà không sao, ngày hôm nay mình sẽ ở đây và mình sẽ nói với các bạn nhá. Câu đầu tiên mà khiến cho con gái mềm lòng đó là câu nói để anh mua cho. Khoan đã, có phải các bạn đang nghĩ rằng là có vẻ như con gái hơi vật chất đúng không? Nhưng mà không, câu trả lời là không nhá. Đôi khi thì nó không cần phải là một cái món đồ gì đó quá là đắt đỏ hay là quá là sang trọng hay là đắt tiền đâu. Nó đơn giản chỉ là một cái món đồ gì đó mà phù hợp với tài chính của bạn. Nhưng mà cái điều mấu chốt, cái điều quan trọng rằng là bạn nhận ra rằng là cô gái ấy đang muốn mua cái món đồ đấy. Nhưng mà vì một lý do nào đó, vì chưa thể đi được hay vì bận rộn công việc hay vì một lý do nào đó mà cô gái đó chưa kịp đi mua. Đó thì đây chính là cái điểm mấu chốt. Bạn chỉ cần nói rằng là thôi để anh đi mua cho, hoặc là để anh mua cho. Mình thề, mình đảm bảo rằng là bất kỳ cô gái dù có lạnh lùng, dù có khó tính đến như thế nào, khi nghe câu nói này thì chắc chắn sẽ cảm thấy mềm lòng rồi. Hoặc có thể rằng là cô gái đấy cũng sẽ không đồng ý để cho bạn đi mua cho đâu. Nhưng mà thề là trong lòng cũng đang kiểu rất vui và rất hạnh phúc với câu nói đấy ấy. Tại vì nó thể hiện cái sự quan tâm của bạn dành cho cô gái đấy. Mà nó không chỉ là thể hiện bằng lời nói đâu, mà nó còn là hành động nữa, là bạn đã có một cái ý định cho cái hành động đấy rồi ấy. Và thực sự thì họ sẽ cảm nhận được rằng là bạn đang muốn bao bọc, bạn đang muốn bảo vệ họ ấy. Rồi câu nói thứ hai mà sẽ khiến cho con gái mềm lòng đó chính là anh xin lỗi. Câu này thì kiểu nghe thì rất là đơn giản đúng không? Nhưng đây cũng sẽ là một câu nói mà khiến cho mọi cô gái trên thế gian này đều bị mềm lòng luôn các bạn ạ. Bạn biết không, đôi khi mà bạn cãi nhau với con gái ấy, thì có thể là không phải bạn sai đâu, và cũng có thể là không phải lỗi của bạn đâu. Nhưng mà bạn có thể chủ động nói ra một câu trước là anh xin lỗi, thì chắc mọi chuyện sẽ êm xuôi và chắc chắn là cô gái sẽ mềm lòng luôn ấy. Con gái thế mà chỉ cần nghe được những cái lời nói mà họ muốn nghe thôi ấy, thì họ sẽ không thể nào mà cưỡng lại được. Và đương nhiên rồi, bây giờ bạn muốn chiến thắng trong một cuộc cãi nhau hay là bạn muốn có được nàng, nên là mỗi khi mà bạn cảm thấy cực kỳ bực bội ấy, thì bạn hãy nghĩ đến điều đó và bạn hãy cố gắng chủ động xin lỗi trước. Và bạn hãy nói anh xin lỗi một cách thật chân thành, chứ không phải là kiểu nói anh xin lỗi được chưa. Đấy, nếu mà bạn thêm cái chữ được chưa đằng sau vào ấy, thì nó sẽ lại mang một cái sắc thái khác ấy. Nó sẽ kiểu thể hiện rằng là bạn cũng chẳng muốn xin lỗi, bạn chỉ kiểu muốn xin lỗi cho xong ấy. Thì như thế lại là không được nhá. Hãy xin lỗi thật là chân thành, bởi vì một câu anh xin lỗi ấy, nó chỉ có 3 chữ thôi, nhưng nó sẽ cứu bạn và nó sẽ khiến cho cô gái của bạn vui vẻ. Thì tại sao bạn không làm, đúng không? Và mình chắc chắn rằng là mọi cô gái ở mọi vũ trụ đều sẽ phải mềm lòng với câu nói này. Câu nói thứ ba, câu nói này cũng là một câu nói mà khiến con gái kiểu mềm lòng, một câu nói chí mạng này. Đó là đừng buồn nữa, hoặc là đừng khóc nữa, để anh nuôi. Để mình giải thích nhá. Khi mà bạn gái của bạn ấy, hoặc là khi mà cô gái của bạn, crush của bạn gặp một cái chuyện buồn gì đó trong học tập, trong công việc chẳng hạn, trong cuộc sống, gặp một cái điều gì đó khó khăn và họ buồn, họ khóc, nếu như bạn chỉ nói những cái lời an ủi sáo rỗng như là đừng buồn nữa, cố lên, mọi chuyện rồi cũng sẽ qua thôi, thì nó cũng có tác dụng, nhưng mà thực sự là nó cũng kiểu không có quá nhiều tác dụng ấy khi mà bạn đang buồn. Nhưng lúc này bạn nói rằng là đừng buồn nữa, đừng khóc nữa, để anh nuôi ấy, thì mình thề luôn là mọi cô gái đều mềm lòng ấy. Bạn biết tại sao không? Bởi vì khi đó thì họ sẽ cảm nhận được cái sự an toàn, cảm nhận được cái sự bao bọc, cảm nhận được cái sự chở che trong tương lai của bạn dành cho họ ấy. Mà mình nói thật là nếu như bạn nói như thế thì chắc chắn là chưa chắc bạn đã nuôi họ đâu. Bởi vì là không biết là các bạn có yêu nhau mãi mãi hoặc là có lấy nhau không ấy. Nhưng mà khi mà bạn nói như thế, con gái nhiều khi biết ấy, nó biết là bạn nói dối, không phải nói thật đâu, nhưng nó lại rất thích nghe, cực kỳ thích nghe. Và đây chắc chắn sẽ là một câu nói mà khiến cho con gái cực kỳ mềm lòng luôn á. Vậy nên là đừng ngại nói câu này nhá. Đôi khi thì chúng ta cũng phải dẻo mồm một chút, cũng phải biết nói những cái lời hoa mỹ một chút, chứ mà kiểu nhạt nhẽo và thật thà quá lúc này thì cũng không được ấy. Rồi chúng ta sang với câu nói thứ tư mà khiến cho con gái mềm lòng nhá. Đó là câu nói anh muốn em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế gian.
hoặc là theo trend mới đi, anh muốn em trở thành cô gái hạnh phúc nhất ở mọi vũ trụ. Đương nhiên rồi, các bạn có biết không, con gái thì luôn luôn muốn mình là cô gái hạnh phúc nhất. Đương nhiên thì chúng ta có thể muốn trở thành một người xinh đẹp nhất, một người giỏi giang nhất hay là một người giàu nhất. Điều đó thì thực sự là rất là khó và không có một cái thước đo nào một cách chính xác ấy. Nhưng bạn biết không, bạn hoàn toàn có thể khiến cho cô gái của bạn trở thành người hạnh phúc nhất thế gian, và khiến cho họ cảm nhận được điều đó, khiến cho họ mềm lòng chỉ bằng một câu nói thôi. Bạn có biết không, mọi cô gái hay là mọi chàng trai trên thế giới này thì đều nghĩ rằng là tình yêu của mình là tình yêu đặc biệt nhất, là tình yêu đẹp nhất trên đời. Và đương nhiên đúng là như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể nghĩ như thế và chúng ta hoàn toàn có thể cảm nhận được điều đó. Vậy thì bây giờ bạn chỉ cần nói một câu, đó là anh muốn dành tất cả sự dịu dàng của mình để khiến cho em trở thành một cô gái hạnh phúc nhất ở mọi vũ trụ, hạnh phúc nhất ở thế gian này. Trời ơi, nghe sao mà không mềm lòng được chứ. Tin mình đi, hãy thử nói câu này. Và nếu mà thực sự rất hiệu quả thì hãy comment ở dưới cho mình biết nhá. Hôm nay là mình đã kiểu kể hết cho các bạn rất nhiều những cái mánh khóe rồi đấy. Rồi bây giờ chúng ta đến với câu nói thứ 5, câu nói cuối cùng này. Đó là câu nói anh sai rồi. Nói thật là làm gì có ai trên đời này là người hoàn hảo và không bao giờ mắc lỗi, đúng không? Nhưng cái điều quan trọng rằng là khi mà bạn mắc lỗi ấy, khi mà bạn làm sai một điều gì đó ấy, thì bạn có biết không, con gái nó cực kỳ dễ tha thứ luôn. Con gái dễ tha thứ lắm nếu như bạn biết cách xin lỗi và bạn chỉ cần nói ra được một câu, đó là anh sai rồi. Bạn dám thành thật, dám nhận cái sai của bản thân mình ấy, thì chắc chắn là cô gái sẽ mềm lòng. Không một cô gái nào mà lại không mềm lòng với cái câu nói này cả. Và mình lại phải nhắc lại một câu mà mình nói ở bên trên ấy, đó là bạn muốn chiến thắng một cuộc cãi nhau hay là bạn muốn có được nàng, nên dù đôi khi bạn cảm thấy rằng là bạn chẳng sai lắm đâu, nhưng bạn hãy nghĩ đến cái câu mà mình nói ấy, và bạn hãy cố gắng để nói ra một câu thật là chân thành rằng là anh sai rồi, và mình thề rằng là mọi chuyện sẽ được giải quyết và cô gái của bạn sẽ mềm lòng. Và nếu như bạn muốn làm rõ sự việc thì sau đó khi mà mọi thứ nó qua đi, khi mà cả hai đều nguôi ngoai không giận nhau nữa, thì bạn có thể nói chuyện lại hoặc là có thể giải thích lại một cách rõ ràng ấy. Nhưng cái câu nói anh sai rồi cũng là một câu nói cực kỳ có giá luôn nhá. Ok, như vậy là ngày hôm nay thì mình đã nói với các bạn 5 câu nói để khiến cho mọi cô gái trên thế gian này đều phải mềm lòng. Trước khi mà kết thúc video này ấy, thì nếu như mà bạn nào đang gặp những cái vấn đề về cân nặng, về ngoại hình và cảm thấy tự ti, cảm thấy kiểu không đủ tự tin để theo đuổi crush hay là theo đuổi những cái đam mê của mình ấy, thì các bạn có thể tìm hiểu về sản phẩm giảm cân này nhá. Đây là một sản phẩm mà mình cũng đã sử dụng và giảm cân thành công, và mình cũng đã giúp cho rất nhiều bạn đã giảm cân thành công. Nhiều bạn còn có cả người yêu sau khi giảm cân thành công cơ. Nên là nếu các bạn quan tâm thì hãy kết nối với mình qua Insta của mình phuongthao.zoey nhá. Nếu như mà mình có thể giúp được cho các bạn ấy thì mình sẽ cảm thấy rất là vui. Cuối cùng thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video này, và nếu như thấy video này hay thì đừng quên like, share và đăng ký kênh của mình để có thể ủng hộ cho mình nhé. Và hãy kết nối với mình qua Facebook của mình Trần Minh Phương Thảo và Insta của mình phuongthao.zoey. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.